Hồng Vân xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình giới thiệu sản phẩm và thương vụ hôm nay, Hồng Vân mời chị Kim Oanh lên đây để cùng chia sẻ cùng với quý vị bí quyết làm đẹp. Kính thưa quý vị, các cụ ta có câu cái răng cái tóc là gốc con người mà lúc này đó chị Kim Oanh Hồng Vân thấy là Kim Oanh đã có một mái tóc rất là bóng và đen và lại dày nữa lúc sau này đã thấy tóc của Kim Oanh nó bóng ghê lắm thì không biết là Kim Oanh xài shampoo gì Kim Oanh xin cảm ơn Hồng Vân và Kim Oanh xin kính chào quý vị. À, Kim Oanh uh, cảm ơn Hồng Vân đã khen thật sự ra thì trong thời gian vừa qua đó Kim Oanh có xài cái loại xà uh, bông uh, gội đầu Trùm Kết này thì chúng ta vẫn nghe nói quảng cáo là Trùm Kết organic uh, shampoo. Vậy Trùm uh, Kết shampoo này uh, làm bằng gì à Kim Oanh? Làm bằng thì khi mà mình nói Trùm Kết thì nó làm bằng từ những trái bồ kết mà hồng quang biết là cái trái bồ kết á nó hay mọc thành một chùm với nhau phải không à, thành rồi. ra uh, có cái tên là chùm kết đúng rồi nhưng mà cái đặc biệt của cái sản phẩm này thứ nhất là được sản xuất tại USA tại Hoa Kỳ tại, này, Hoa, tại Kỳ. Hoa Kỳ này. dạ vâng và uh, không những là chỉ có chùm kết ở trong này mà chúng ta còn có vitamin còn có uh, nhân sâm uh, aloe vera hà thủ ô tất cả những cái hợp chất đó đã giúp cho mình có một cái mái tóc khỏe và nghĩa là đẹp và óng yeah. ả hơn Hà thủ ô là cái, cái loại mà thuốc bắc mà hồng vân thấy là những người mà uống để cho người ta được tóc đen để cho khỏi tóc bạc còn nếu mà nói về bổ kết đó, thì hồng vân nhớ cái hình ảnh mà bà ngoại của hồng vân ngày xưa đó là hay lấy những cái trái bổ kết mà mình thấy nó giống như là trái me khô uh -huh. vậy như trái điệp vậy đó rồi xong người ta rang lên uh -huh. hay là nướng lên xong rồi bỏ vào, vào cái nấu nồi nước sôi không? nấu ừ. lên và sau đó thì thấy bà ngoại hồng vân là um, gọi là um, gội đầu đó thì nó mượt ơi là mượt mà dễ gỡ lắm Ờ, lấy đúng. lược trái ra thì nó rất là mướt dạ, vâng. do đó mà nhớ mãi cái hình ảnh của cái trái bổ kết là như vậy. Dạ vâng đúng như vậy Hồng dạ. Vân. Đó là từ ngàn xưa mà các cụ của chúng ta đã biết là dạ. lấy trái bổ kết rang vàng lên hay là nướng lên dạ, rồi nấu vậy. lên dạ. để mà gội đầu nhưng mà ngày xưa các cụ chúng ta có nhiều giờ lắm dạ. còn bây giờ mình ở đây thì với cái thời đại bây giờ mình không có nhiều thì giờ thành dạ. ra cái công ty đã sản xuất ra một cái sản phẩm này. Um, theo như kim anh được biết là rất là nhiều người trước kim anh đã xài cái uh, sản phẩm này và họ rất mê và họ mê ở điểm nào họ mê là vì đây là một cái sản phẩm uh, dược thảo thiên nhiên yeah. không có chất hóa học và nó làm cho cái da đầu của mình rất sạch nó làm cho tóc mình tốt da mình tốt oh. tuyệt vời lắm tác dụng yeah. hay quá mà hồng vân nghe cái tên là organic có nghĩa là hoàn toàn là bằng dược thảo, thử, thử thiên thảo nhiên. mà không có chemical tức là không có chất hóa học nữa. dạ vâng thành yeah. ta đó là lý do tại sao mà ai cũng có thể xài được giống oh. như là hồng vân tóc mà ai có nhuộm hay yeah. là nếu mà uốn... tóc mà có nhuộm hay hay highlight xài yeah. cũng được phải không ạ chắc chắn là được là vì yeah. nó không có những cái chất hóa học mà nó tác dụng ngược lại để mà làm hư tóc yeah. của người ta mà yeah. kim oanh xài mấy tháng rồi mà tóc đẹp như vậy oanh mới xài đây thôi đó đừng nói mấy tháng mới có một vài tuần thôi là đã thấy anh mê lắm là tại vì như thế này không phải chỉ vì giống như là Hồng Vân nói ống ngả thì anh tin cái sự nó, nó bóng như nó là có cái bóng cái chất yeah. nhưng mà anh thích nhất là sao có cảm giác rất là sạch à. da đầu rất là sạch mà một cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng không biết Tức là. Tức là cái chai này là vừa shampoo vừa conditioner phải không Kim Oanh? Dạ vâng. Tức là mình không ừ. cần phải mua thêm một cái chai conditioner để cho tóc nó bóng, Không cần cái này thiết. tự yeah. nó là trong đó có cái chất aloe vera dạ. là lô hội. Ừ. Rồi xong rồi có nhân, xâm nhân Hà sâm nhân sâm. Rồi xong rồi có cái hạt thủ, thủ ô là cái chất mà để cho đen tóc à hay quá Thành ta nghe như vậy là mình biết đây là một cái sản phẩm rất yeah. là đặc biệt để mà mình có thể um, nghĩa là dùng mỗi ngày uh -huh. tại vì hồng văn phí không có rất là nhiều người đó uh, khi mà cái da của họ ngứa họ bị nghĩa là tóc dơ đó mà họ không dám gội đầu mỗi ngày lý do mỗi lần gội thì tóc nó sẽ rớt xuống cả một như vậy đó uh -huh. yeah. vì bị uh, dụng nhiều quá tóc. nhưng uh -huh. mà anh nghĩ đây là một cái um, sản phẩm rất là đặc biệt mà là một cái niềm hy vọng cho tất cả quý khán thính giả nào mà đang là bị một cái chứng bệnh rụng tóc vì cái cái sản phẩm này không những nó làm cho mình sạch tóc mà nó còn nuôi dưỡng cái da cái tóc của mình rất là tốt vì trong này có vitamin mà thành ra khi mà nó sạch mà nó tốt thì nó sẽ làm cho cái tóc của mình nó sống nghĩa là nó vững hơn nó mạnh hơn nữa cái, yeah. cái chân tóc nó mạnh hơn phải không vậy có nhiều người đó bạn của hồng vân than nó là hay bị uh, gọi là gầu họ không có dám mặc uh, mấy cái jacket mà màu đậm màu đen tại vì sợ cái gầu nó rụng là nhìn thấy đó bông nó, vâng vâng, nó, vâng nó, bông nó, vâng, nó rớt đúng, <laughs> dạ, vâng. thì chắc chắn là những người bạn của hồng vân đó phải cái này đi được không? tìm cái sản phẩm này uh, đặc biệt hồi nãy anh mới nói của cái sản phẩm này để làm gì để làm sạch cái 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 đầu của mình à, Hồng Vân và quý khán thính giả đều biết là khi mà um, gầu nó mà có trên da đầu của chúng ta lý do là tại vì cái chất dầu đó nó tiết ra quá nhiều, nhiều hơn là cái nhu cầu của mình cần thiết. Mà uh, nhất là mùa mùa hè sắp tới thì cái chất dầu đó trời nóng đó Hồng Vân, nó còn tiết ra nhiều hơn nữa. Thành ra đó khi mà có nhiều dầu thì dễ dàng bị dơ bị bụi và đó là cái môi trường mà làm cho uh, vi trùng và các nấm nó sinh sôi nảy nở và chính vì đó mà mình sẽ có gầu chính vì đó mà mình sẽ bị ngứa rồi uh, nếu mà mình bị hai cái hai cái 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 chứng đó thì tự động lên là cái 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 tóc của mình sẽ bị rụng mà nếu mà bị rụng vì những cái um, nghĩa là những cái uh, anh vừa mới kể ra đó, nó không phải là ở trong cái chu kỳ bình thường của rụng tóc của cái đời sống của cái tóc đâu là vì da của mình dơ, do đó nếu mà gội đầu với trùng kết thì cái chất này nó sẽ làm như anh nói da mà đầu nó sạch, mà khi mà nó sạch nó sẽ làm cái gốc của mình nó vững hơn, mà nó làm sợi tóc healthy hơn, thì như vậy mình tránh được cái uh, bệnh rụng tóc hay quá. Yeah. Vậy còn chắc chưa mình hết sẽ nữa phải đâu mua uh, thử cái, uh, <cười> <cười> cái shampoo trùng uh, kết này mà nếu mà muốn mua thì uh, mình gọi cái số điện thoại miễn phí phải không ạ uh, gọi cái số điện thoại trên TV miễn không? phí nhưng, có, nhưng mà có, ở cả. đài truyền hình uh, sài gòn tv thì cũng có một đường like lúc nào cũng có để mà uh, quý khán thính giả có thể gọi để order xà um, bông gội đầu trùng kết này hoặc là bất cứ thắc mắc hay là câu hỏi gì quý vị cứ việc gọi về số đang hiện trên màn ảnh của đài để tìm hiểu thêm và uh, riêng với kim oanh đó thì phải thưa thú thật với quý vị lúc trước đó khi mà um, anh được tặng một cái chai thuốc này gội đầu này đó anh mang về nhưng mà không có gội xong rồi cứ để đó xong rồi tự nhiên cái hôm bữa nào đó mình lấy nhìn nó sao nó đen đen mình cũng không không có hấp dẫn lắm nhưng mà sau khi anh gội rồi đó anh thêm mê mình thích nó. quá hả? thích lắm vừa sạch mà vừa thơm nữa bữa nào hồng vân thử đi cũng không sẽ mê nó và hy vọng là ở tóc của hồng vân sẽ được bóng như là tóc của kim oanh như vậy <laughs> dạ vâng cảm ơn kim oanh đã chia sẻ kim oanh còn có muốn thêm chi tiết nào về cái shampoo chung kết này không anh chỉ muốn xe rằng đây là một cái sản phẩm mà rất là đặc biệt như là hồng vân hồi nãy nói à, cái răng cái tóc là gốc con người phải không thì à, nghĩa là mái tóc rất là quan trọng cho tất cả mọi người mà à, đặc biệt là những người phụ nữ mà người xưa còn nói rằng là mái tóc cũng là đồ trang sức của phái đẹp nữa thành ra đây có thể là một tin rất là vui một cái niềm hy vọng cho tất cả những người có bệnh về tóc bị gầu bị ngứa hoặc là những người nào mà muốn cho mình giữ cho mình hay là muốn làm cho mình có một mái tóc Ờ, ống ngả đẹp thì Kim Oanh xin mời quý vị hãy thử xài loại shampoo trùng kết này để quý vị sẽ thấy rằng là những gì mà Kim Oanh nói với quý vị quả đúng là như vậy. Cảm ơn Kim Oanh đã chia sẻ về shampoo trùng kết và đến đây thì Hồng Vân và Kim Oanh xin kính chào tạm biệt quý vị.